Xin chào các bạn đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn chủ đề, đó chính là điều mà vũ trụ giao phó cho bạn cần phải thực hiện trong kiếp sống này là gì. Thì chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay, là 3 tụ bài nhá. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để xem là vũ trụ đã giao phó cái điều gì, đã phân công cho bạn làm cái điều gì trong cái kiếp sống này, và đó là cái điều mà bạn cần phải thực hiện, cần phải làm ở đây. Thì nhớ đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Và đây là trải bài được thực hiện theo yêu cầu của một bạn, mình thấy đây là cũng chẳng là trải bài rất là hay đây. Thế đây là điều hay là một cái mục đích nào đó mà vũ trụ muốn giao phó cho bạn, bạn cần phải thực hiện đây là gì, chúng ta cùng khám phá nhé. Rồi, 1, 2, 3 và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với tụ bài số 1. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên, đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là điều mà vũ trụ giao phó cho bạn cần phải thực hiện trong kiếp sống này là gì. Thì đây là một tụ bài rất rất là hay, cực kỳ là hay, khi mà mình lật bài lên mà mình gọi wow lên cơ mà. Rồi, tụ này như sau này. Thứ nhất là mình thấy các bạn sẽ đi làm rất là nhiều ngành nghề, hoặc là các bạn cũng sẽ có những cái công việc rất là ổn định. Rồi là tức là cuộc sống của các bạn ấy, nó sẽ không có, bạn sẽ không biết đến cái nhiệm vụ đó, bạn sẽ không biết đến cái mục tiêu mà mình cần phải thực hiện, mà vũ trụ đã giao phó cho bạn để thực hiện, cho đến khi mà các bạn, tức là sinh ra bạn không biết hề biết cái điều đó, bạn không hề cảm nhận được mình thực sự muốn cái gì, hay là đâu sẽ là con đường mình đi. Tức là có những người thì cả đời họ đã biết là họ phải làm gì rồi, ví dụ như là ba mẹ, cuộc sống, mọi thứ định hướng cho họ làm cái A, cái B, cái C chẳng hạn. Nhưng mà các bạn thì khác, các bạn sẽ đi làm những cái thứ, trải nghiệm những cái thứ khác ở trong cuộc sống, cho đến khi mà có những cái bước ngoặt nó diễn ra. Và khi cái bước ngoặt đấy nó diễn ra thì nó mới hướng các bạn đi đến cái mục tiêu đó. Và cái mục tiêu đấy không có gì khác, đó chính là sự healing, sự chữa lành. Thì mình thấy nhiều khả năng một số bạn sẽ trở thành người chữa lành cho, tức là cái người chữa lành, có thể bạn là một healer, một người chữa lành cho những cái người xung quanh trong cuộc sống của các bạn. Và các bạn biết không, cái mục tiêu lớn nhất trong cái sự chữa lành đó của các bạn ấy, ngoài việc chữa lành cho bản thân của mình cũng như là cho những cái người xung quanh, thì cái mục tiêu lớn nhất của bạn đấy chính là chữa lành cho những thành viên trong gia đình của các bạn. Có thể thành viên trong gia đình của các bạn có rất là nhiều những cái xung đột, những cái vấn đề mà các bạn cần phải chú ý, cần phải giải quyết. Thì hãy cứ tưởng tượng mà xem, không phải tưởng tượng mà là hãy suy nghĩ lại mà xem là có phải là bạn luôn là cái người đi hòa giải những cái vấn đề cãi vã gì đó ở trong cuộc của trong gia đình của các bạn hay không. Thì mình thấy rằng là cái sự chữa lành ấy nó sẽ bắt nguồn từ cái việc bạn kết nối được những cái thành viên trong gia đình của bạn, sau đó là nó lan ra cái việc đấy chính là bạn kết nối được với nhiều người hơn, bạn giúp đỡ được nhiều người hơn, hỗ trợ được nhiều người hơn trong cái quá trình họ đi đến cái quá trình họ healing. Và mình thấy rằng là bản thân bạn thấy là bản thân bạn có một cái gì đó đặc biệt. Tuy nhiên thì có lẽ trong một khoảng thời gian dài bạn trốn chạy nó, tức là bạn không chấp nhận cái con đường đó, bạn không thích, bạn muốn làm giàu, bạn muốn cái nọ, bạn muốn cái kia, thật là phải to đùng hoành tráng, phải thế này, phải thế kia. Có thể là bạn có một cái định hướng khác, bạn theo đuổi nó. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là đến cuối cùng bạn phải trở về với đúng con đường mà vũ trụ đã muốn bạn đi. Ở đây có là true new direction, tức là bạn sẽ lại phải đi một cái con đường rất là khác so với ban đầu các bạn dự định. Và mình thấy rằng là rất là nhiều khả năng các bạn sẽ đi theo cái con đường tâm linh ở đây, tức là các bạn sẽ sử dụng một cái phương thức, một cái cách nào đó. Thứ nhất là các bạn khai sáng được cho chính mình, các bạn thức tỉnh cho chính bản thân của bạn. Thứ hai là các bạn cũng giúp đỡ cho những người xung quanh trong cái quá trình họ vật vã, đau đớn, mệt mỏi, hay là kiểu có những cái tổn thương ấy, thì các bạn sẽ là cái người giúp họ đến gần hơn với chính bản thân họ, với cái quá trình chữa lành, để họ biết thực sự sự chữa lành đây là gì. Thì mình thấy rằng là thật ra cái điều này nó sẽ có thể bước ngoặt này nó sẽ đến từ cái việc đấy chính là các bạn sẽ trải qua một vài những cái biến cố không mấy vui vẻ trong cuộc sống của bạn, và chính cái điều đấy nó sẽ hướng các bạn về với con đường healing này. Thì ở đây mình thấy có cái lá bài là những giọt nước mắt của sự đau khổ cuối cùng sẽ trở thành những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Thì mình thấy là có lẽ gia đình, cái vấn đề nó sẽ xuất phát từ gia đình của bạn đầu tiên, nó là thứ bùng nổ khiến bạn phải đi tìm hiểu lý do vì sao mọi thứ nó lại diễn ra như vậy, tại sao họ là gia đình với nhau mà tại sao họ lại đối xử với nhau như thế, rồi là nhiều vấn đề mâu thuẫn đến như thế. Thì mình thấy là cái câu trả lời nó đến từ chính bên trong của bạn, và bạn sẽ có một cuộc hành trình về với chính bản thân của mình, tìm hiểu bản thân mình là ai, mình đến đây để làm gì, và cái mục tiêu sống của mình, mục đích sống của mình là gì ở đây, và cái nhiệm vụ của mình là gì. Thì mình thấy là bạn sẽ khám phá ra được, ở đây cũng có chỉ cho bạn rồi. Và mình thấy là bạn cứ an tâm với cái con đường này mà đi, không có cái vấn đề gì cả.
có thể là bạn lo lắng suy nghĩ là ôi nếu như mình đi theo con đường này hay là gì gì đó thì mình sẽ như thế này như thế khác. Tức là ban đầu con người ngày xưa mình cũng thế, mình cũng có một mục tiêu làm giàu của mình có mục tiêu, mình cũng thật ra mình cũng muốn có nhiều tiền, mặc dù là đấy không phải là cái thứ mà mình quá là khao khát mong muốn. Thế nhưng rồi cuộc sống dẫn mình đi những cái con đường khác và cho mình cảm nhận rằng là có rất là nhiều cái giá trị khác bên cạnh tiền bạc, bên cạnh những cái thứ đó vật chất giá trị đó. Thì mình thấy bạn cũng như thế thôi, bạn cũng như vậy thôi, và mình thấy là cứ yên tâm nhé, cái con đường bạn đi riêng về cái vấn đề này này, về cái sự healing này, sự chữa lành cho những cái người xung quanh, đặc biệt gia đình của bạn này này, nó sẽ được ủng hộ hết mình đến từ những cái thế lực tự nhiên đó, và các bạn sẽ khám phá ra được cái ngôi đền tâm linh trong chính bản thân của mình. Tâm linh ở đây nó không phải là một cái gì đó quá là ảo diệu cao siêu, bạn thần thánh hay là gì đó, đừng suy nghĩ cái điều tiêu cực sang cái vấn đề quá xa là tiêu cực đó, mà hãy mở rộng ra là bạn là người sống thức tỉnh hơn, và bạn không khác gì một cái ngọn đuốc soi sáng giúp đỡ cho những cái người khác họ cũng bước vào cái thế giới này để cùng phát triển về mặt nhận thức, phát triển về mặt linh hồn, phát triển về mặt bên trong của mỗi người. Và mình thấy là bản thân bạn được sinh ra với cái sự đặc biệt đó, không có quá nhiều người giống như bạn đó. Hãy biết là bản thân bạn là một cái người giống như vậy. Thì mình thấy là bạn nên thư giãn nhiều hơn, thoải mái nhiều hơn. Nhiều bạn đây là đang cảm thấy, thứ nhất là ban đầu sẽ chống lại, sợ hãi. Thứ hai là có thể là các bạn sẽ không muốn đi theo, các bạn vẫn còn phân vân đây này. Thế nhưng mà đến cuối cùng bạn sẽ, vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn để bạn có thể được đi đúng cái mục tiêu, cái nhiệm vụ mà vũ trụ đã giao phó cho bạn, để mong muốn bạn đi thực hiện. Bởi vì có lẽ là vũ trụ biết được rằng bạn là người có khả năng làm được điều đó. Có thể là bạn vì những cái vấn đề này kia nên bạn trốn chạy, thế nhưng mà vũ trụ sẽ dẫn bạn được đi đúng đường để giao phó rồi mà, đã giao phó rồi cố gắng đi thực hiện mà. Đây, ở đây có new beginning nữa. Thì khi mà mình lật lên cái lá healing này mình phải wow, nó đi thẳng và quá trực tiếp vào cái vấn đề ở đây. Và mình thấy là bạn cũng sẽ vẫn làm việc rất là chăm chỉ với cái định hướng này của bản thân bạn. Và ở đây các bạn có lá bài này thì mình thấy rằng là bạn cũng là rất gì và này nọ trên cái hành trình này đấy. Bạn cũng sẽ rất gì và này nọ. Có thể bạn sẽ trở thành một cái vị trí, một cái vai trò khá là quan trọng trong việc giúp đỡ được những người xung quanh. Và mình thấy là bạn chạm được đến nhiều người hơn. Bạn chạm được đến nhiều người hơn, bạn giúp đỡ được nhiều người hơn. Và một số bạn mình thấy có thể các bạn sẽ xây dựng được những cái đế chế riêng cho bản thân của mình, xây dựng được những cái, có thể là xây dựng có thể bạn là người tiên phong tìm ra một trong những cái cách nào đó, phương pháp nào đó để giúp đỡ, hỗ trợ con người trong quá trình chữa lành chẳng hạn đó. Tức là thật ra cái sự vĩ đại ấy, nó không đến từ đâu xa, nó không phải đến từ cái việc là cứ phải làm đúng cái con đường lúc đầu mà bạn định ra là ví dụ như kinh doanh hay gì đấy thì nó mới đem được giá trị vật chất hay là gì đó, mà các bạn có rất nhiều cách để có thể đem đến được những cái sự đầy đủ cho bản thân của bạn. Nhưng mình tin là khi bạn đi theo con đường này rồi thì bạn sẽ coi nó giống như một phần của hành trình này thôi. Còn cái thứ mục tiêu cao hơn mà bạn chạm đến đó chính là giúp đỡ được nhiều người hơn. Mình thấy là ban đầu có thể bạn sẽ cảm thấy khá là cô đơn khi đi trên cái con đường này, trên cái hành trình này, giống như là, nhưng mà bạn là người đặc biệt và người được chọn, nên là cứ an tâm đi, thoải mái, vui vẻ đi, không có gì mà phải quá là lo lắng ở đây đâu nhá. Mình thấy là như vậy. Rồi, thông điệp tiếp theo dành cho tụ bài số 1. Tức là có thể một số bạn lo lắng đi theo con đường này thì lấy gì mà ăn. Đấy, nói thẳng một câu là như thế. Thế nhưng mà yên tâm đi, không có chuyện là các bạn đi theo cái đam mê này của bạn mà các bạn không sống được đâu, kiểu như thế. Lúc ấp đấy, hãy nhìn mọi thứ một cái bức tranh toàn cảnh rộng lớn hơn. Mình thấy là để đi được trên con đường này thì bạn, hoặc là bạn cũng có những cái định hướng riêng của bạn về con đường này rồi, tuy nhiên thì nó chưa có một cái kế hoạch quá là cụ thể. Thì mình thấy là bạn cần phải lên một cái kế hoạch cụ thể cho cái con đường này bạn đi. Và mình nghĩ là như mình nói đó,
là bạn sẽ làm còn lớn đấy, không phải là làm bình thường đâu, mà sẽ làm lớn mọi thứ lên đấy. Tức là sẽ có thể xây dựng, như mình nói là xây dựng được một cái đế chế, hoặc xây dựng được một cái hệ thống, hoặc xây dựng một cái tổ chức, hoặc là một cái hiệp hội, hay là một cái gì đó nó tương đối là ấy đó. Đấy, bằng cái đầu óc ham muốn của bạn rồi, có thể là mong ham muốn cái sự kết nối của bạn, thì bạn có thể làm lớn được cái điều này lên. À, mình thấy là bạn cần phải thay đổi cái tầm nhìn ở đây. Nói thẳng luôn, cũng có thể một số bạn làm những dịch vụ liên quan đến sự chữa lành, nhưng mà mình thấy là nếu như mà bạn turn on the love light, hãy bật lên tình yêu và ánh sáng bên trong bạn, thuyết phục chính bản thân mình chứ không phải là người khác. Tức là đôi khi mình thấy có quá là nhiều cái nguồn năng lượng của việc bạn đang chống lại cái điều này, bạn không đi theo nó, thì thật ra không có sao đâu. Bởi vì là chúng ta có tự do ý chí của chúng ta, nên bạn có thể có quyền chống lại hay là gì gì đó. Thế nhưng mà có thể vũ trụ sẽ có một cái sắp xếp để khiến bạn đi làm đúng cái thứ mà bạn mong muốn. Và mình nghĩ là bạn sẽ còn phải trải nghiệm nhiều 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 nữa, vấp ngã hay gì đó, hay là những cái bài học nhiều 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 nữa, để các bạn thực sự nhận ra được cái giá trị thực sự của sự chữa lành ở đây là gì. Và bạn vừa chữa lành cho bản thân của mình, và vừa giúp đỡ những cái người xung quanh làm điều đó nữa, thì mình thấy cái niềm vui nó sẽ là một trong những thứ khiến bạn kiên định đi theo con đường này. Rồi, chúng ta sẽ đến với tụ Chào bài các số bạn, 2. đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện ở trong cái kiếp sống này mà vũ trụ giao phó, điều mà vũ trụ giao phó cho bạn cần phải thực hiện trong cái kiếp sống này là gì. Thì cái mục tiêu của mà vũ trụ, hay là cái điều mà vũ trụ mong muốn đây của các bạn ấy, thứ nhất này, mình thấy tụ này không tiết lộ quá nhiều về cái điều gì, cho dù mình đã cố rút để ra được cái lá bài này thôi. Còn đâu là ở đây chỉ nói đến một cái tương lai rất là tuyệt vời khi bạn đi theo đúng cái con đường đó. Thì ở đây có lá bài đấy chính là lá bài này này. Mình thấy rằng là bây giờ thì có thể là bạn không biết nó là cái gì, nhưng rồi bạn sẽ biết. Tức là tụ bài này rất là lập lờ, nó không nói quá rõ, dường như đây chưa phải là thời điểm thích hợp để mình tiết lộ cho các bạn. Đấy là bạn sẽ cần phải làm cái điều gì, bởi vì thời điểm này giống như là nó không thích hợp. Hoặc có những bạn thì các bạn đang đi đúng cái con đường đó rồi, các bạn có thể làm rất là nhiều những cái điều khác nhau, mục tiêu sống rồi, những cái gì 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 đó khác nhau. Thì mình thấy là những bạn nào mà đã tìm thấy rồi ấy, có những bạn là tìm thấy rồi, đã tìm thấy còn rất là trẻ luôn, thì các bạn hãy cứ kiên định với cái mục tiêu đó của bạn. Còn có những bạn mà chưa biết ấy, thì hãy biết rằng là bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để bạn biết điều đó. Mình nghĩ là đây là một cái tụ bài mang tính ngoại lệ ở đây. Các bạn thông cảm cho mình, bởi vì mình đã rất là cố muốn đọc nó xem nó là cái gì, nhưng mà mình không có thấy được. Và mình có cái lá speaker ở đây, thì mình thấy là một số bạn có thể là cái vấn đề này liên quan đến việc truyền cảm hứng, hoặc là cái việc bạn sử dụng lời nói của bạn. Tức là bạn sẽ cái cuộc đời của bạn ấy, nó cần phải sử dụng đến cái ngôn ngữ lời nói của các bạn rất là nhiều. Đó, và đó sẽ là cái yếu tố đóng vai trò quan trọng ở đây, và là một kỹ năng quan trọng trên cái hành trình bạn đi. Còn cái tụ bài này thì mình xin phép là mình không thể nói được, bởi vì mình chả thấy gì cả, mình không thể thấy được. Lá bài này nó cũng nói rất là rõ, nên là bây giờ bạn chưa thể biết được, nhưng rồi bạn sẽ biết mà thôi. Thì mình thấy rằng là lá bài này nói về việc hy vọng là các bạn không có bị cảm thấy bức xúc bởi vì vào xem trải bài nhưng mà trải bài không có nói. Đấy là lá bài này nói về việc đấy, chính là có những cái điều không phải lúc nào mọi thứ không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được tại sao mọi thứ diễn ra như vậy. Tuy nhiên luôn có một cái mục tiêu cao hơn cho những cái sự kiện diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái điều này cũng như vậy. Mình thấy là trước khi bạn tìm được cái điều này á, tìm được cái điều mà bạn cần phải làm ở đây á, thì mình thấy bạn sẽ có một khoảng thời gian khá là lạc lối, cô đơn và hoang mang bối rối ở đây. Chính bản thân mình khi mình đọc bài bài này, mình cũng không biết là các bạn sẽ làm cái gì, cái điều đó là cái điều gì ở đây, nhưng mình thấy là cái quá trình mà các bạn trải qua nó sẽ như thế nào. Đó, thì mình thấy là có một cái thời điểm mà các bạn cảm thấy rất là lạc lối, hoang mang bối rối, cô đơn ở đây. Tuy nhiên thì ở đây cũng có lá bài đấy, chính là hãy kiên nhẫn. Nhiều bạn là bây giờ là cũng chưa biết là mình làm gì, và mình hay là cái sứ mệnh của mình là gì ở đây, mình mục đến đây với cái mục đích gì, nhiều bạn là chưa biết. Thế nhưng mình thấy rằng là bạn cần phải kiên nhẫn nhiều hơn. 7 xu và patience đây, thì mình thấy là bạn cần phải kiên nhẫn nhiều hơn nữa. Vũ trụ bạn được rất cực kỳ là ưu ái luôn.
cực kỳ là ưu ái luôn. Với cái lá Protect by Angel và lá Support đây thì mình thấy rằng là thứ nhất là các bạn được bảo vệ bởi những thiên thần, thứ hai là cái mục tiêu sống của bạn ấy nó sẽ được sự ủng hộ hoàn toàn, sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn đến từ vũ trụ đó. Thì nó rơi vào hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là các bạn đã tìm thấy thứ mà các bạn muốn rồi, biết là mình cần phải làm gì để đóng góp cho xã hội, cho cái cuộc sống này, cho cái kiếp sống này, cho chính bản thân của mình rồi. Còn có những bạn chưa tìm thấy thì sẽ tìm thấy mà thôi, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Mình chỉ thấy rằng là bạn sẽ đạt một cái thành tựu rất đáng tự hào trong cái mục đích này, trên cái con đường này bạn đi, rất đáng tự hào luôn. Và các bạn nhìn lá Abundant không? Mình thấy rằng là nó là một cái sự đầy đủ không chỉ về mặt vật chất đâu, mà nó còn là cả về mặt tinh thần nữa. Thì mình thấy là thành công sẽ đến với các bạn này. Đó. Mục tiêu thành công rồi là sự đầy đủ cũng như là sự tự hào, cái thành tựu nào đó có thể đến với bạn khiến bạn cảm thấy rất là tự hào ấy. Nó sẽ đến với bạn khi mà các bạn mạnh mẽ vượt qua được cái giai đoạn lạc lối cho chính bản thân của mình. Trời ơi, tụi này muốn làm rõ quá rồi, phải làm sao? Đây. Tụi này sao đây? Ra đây cho ta. Tụ số mình chỉ biết là sẽ thành công thôi, con đường bạn đi sẽ thành công thôi. Bạn sẽ đạt được những cái thành tựu của chính bạn mà thôi. Và nó sẽ đem đến cho bạn dồi dào với cái mặt tiền bạc tài chính ở đây. Đó. Mình thấy là mình nghĩ là các bạn sắp biết rồi, sắp biết nó rồi, đó là cái gì rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình chưa thể nói được và cũng không thể nói được, không được tiết lộ. Thì mình thấy là có một new beginning, tức là sắp tới đây sẽ có cái sự khởi đầu mới đến với các bạn. Và khi mà nó tới thì hãy chớp lấy cái cơ hội đó để đi theo cái con đường mà bạn thực sự mong muốn. Mình thấy rằng là đây cũng là một bài học của bạn. Đấy chính là tìm thấy cái thứ mà mình thực sự mong muốn ở đây là gì và kiên định theo đuổi nó. Tụi này mình không biết đâu. Không biết đâu. Đặc biệt với những cái bạn nào á, mình thấy rằng là sắp tới đây bạn sẽ có một người đồng hành cùng với bạn. Người này có thể là tình yêu đích thực mà bạn bấy lâu nay tìm kiếm. Với cái lá True Love Come To Me, người này sẽ đến với bạn thôi. Họ có thể là tình yêu đích thực đến với bạn. Ở đây các bạn có lá The Queen này, thì mình thấy là tình yêu và sự thịnh vượng sẽ đến với cuộc sống của bạn trong thời điểm tiếp theo. Wow. Mình thấy là có lẽ là bạn sẽ cùng đồng hành với cái người này trong cái quá trình bạn đi thực hiện cái nhiệm vụ hay là cái điều mà vũ trụ mong muốn. Wow, cái điều đấy liên quan đến cái điều gì? Nãy mình có nói là có thể liên quan đến đến cái việc bạn nói, bạn truyền cảm hứng nhá. Đấy cũng là một cái gợi ý cho các bạn. Sự tự tin. Wow. Beauty. Rồi, mình thấy rằng là ok, rút theo rút thì mình cảm thấy rằng là có thể nó sẽ liên quan khá là nhiều đến phụ nữ nhé. Tức là cái trọng trách, cái nhiệm vụ mà bạn được giao phó là có thể là liên quan rất là nhiều đến phụ nữ, đến cái đẹp, đến tất cả những cái thứ liên quan đến phụ nữ, như là sinh sản này, cái đẹp này, cũng như là đúng như là các bạn có thể nói là giống như mấy cái chị hoa hậu là có một cái quỹ dành cho nữ quyền hay là gì đó, cũng như là của hoa hậu Thúy Vân hay là gì gì đó. Thì mình thấy là bạn có thể là sẽ làm những cái hoạt động, những cái con đường, những cái điều mà bạn cần phải làm ấy, nó liên quan đến phụ nữ ở đây. Mình không biết đó là cái gì, cũng có thể là trẻ em gái có vấn đề hoặc là bị xâm hại tình dục hay là gì đó, rất là nhiều đấy. Nhưng mình thấy là sẽ liên quan đến cái sự nữ tính ở đây nha. Và mình thấy là các bạn sẽ đấu tranh để cho một cái với một cái tương lai tốt hơn cho những cái người này. Còn rõ hơn nữa thì mình không biết đâu. Tụ này thì mình có rút ra thì mình nhìn thấy lá The Queen ở đây thì mình cảm thấy giống như là bạn sẽ là cái người mà giúp đỡ những cái người nữ có được cái sự giống như là ai cũng là một vị nữ hoàng vậy, ai cũng xứng đáng với tình yêu thương và xứng đáng với những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống của họ. Thì có thể là bạn là cái người chú ý rất là nhiều đến những cái hoàn cảnh bất hạnh hoặc là
những cái sự bất công liên quan đến phái nữ chẳng hạn. Đó, thì mình thấy là bạn cần phải chú ý điều này giúp mình nhá. Và mình thấy là bạn cần phải tự tin nhiều hơn nữa. Ok. Nhìn thấy lá The Queen rồi, lá Strength đây nữa này. Cũng là hình ảnh của người nữ, họ đang thuần phục một cái con sư tử ở đây. Wow, trời. Quá là nhiều hình ảnh của những cái người nữ ở đây. Thì mình thấy là bạn sẽ giúp họ tìm thấy được cái sức mạnh bên trong chính bản thân của họ. Thì bạn hãy để ý, chú ý đi. Thứ này, điều này giúp mình nhá. Tại vì mình không thể biết quá rõ được hơn nữa rồi. Và có thể bây giờ bạn chưa hiểu lắm là mình sẽ làm nó như thế nào, rồi tại sao mình lại chọn làm nó, rồi này kia các thứ. Nhưng mà ở đây cũng có lá bài đấy, chính là bây giờ bạn chưa biết, nhưng rồi bạn sẽ biết mà thôi. Đó, luôn có một cái lý do cao hơn đằng sau những cái sự kiện có thể diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Và mình thấy là bạn sẽ có được một cái sự thành công trên cái con đường này. Bạn đem đến tình yêu thương. Tình yêu thương đây có thể là bạn dạy, bạn nói cho họ về những cái cách, về cái quá trình họ cần phải yêu thương, trân trọng bản thân của họ ơn này, đấu tranh cho những cái điều, cho những cái quyền lợi của họ cần được, cần phải có, kiểu như thế. Rồi, nói chung là mình thấy là bạn sẽ rất là có một cuộc sống rất là khá là thành công, thú vị và vui vẻ trên cái con đường này. Có quá là nhiều lá bài tích cực luôn ấy, nhưng mình thấy là bạn cần phải kiên nhẫn từng bước nha. Rồi, đó là tụ số số mấy nhỉ? Số 2, chúng ta đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là điều mà vũ trụ giao phó bạn cần phải thực hiện trong kiếp sống này là gì. Thì mình thấy là như sau này. Thứ nhất là các bạn có hai cái lá bài rất là hay, đấy chính là lá Divine Guidance. Và lá bài này thì nó nói về việc đấy chính là bạn sẽ được hướng dẫn để đi theo cái con đường này. Bạn sẽ được vũ trụ ủng hộ, những thiên thần sẽ ủng hộ, sẽ hướng dẫn cũng như là bảo vệ cho bạn để bạn thực hiện cái mong muốn này của bạn, nó trở thành hiện thực. Vậy thì cái điều này nó là cái điều gì? Thì mình thấy rằng là nó sẽ liên quan đến việc trong cái việc đấy chính là liên quan đến kiến thức, liên quan đến sự thông thái, liên quan đến cái sự giống như là phát triển về mặt kiến thức bên trong bản thân của bạn ấy. Và mình thấy là nó có thể liên quan đến cái việc đấy chính là phải nói ra một cái sự thật nào đó ở đây. Bạn sẽ phải nói, sẽ phải viết hoặc là sẽ phải truyền tải một cái sự thật nào đó ở đây. Và cái sự thật đó phải yêu cầu một cái sự dũng cảm cực kỳ lớn thì bạn mới có thể thực hiện được điều này. Đó. Và cái lá The Thinking Woman đây nó cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc. Như là các bạn có thể là một người rất là thích sách, rất là yêu sách, rất là thông thái trong cái việc học hành này, kiến thức này, tiếp thu kiến thức này. Các bạn cũng có thể sẽ trở thành một cái người mà viết tự sự, tự chuyện ấy, về cuộc đời của bạn, về những cái thứ mà bạn muốn nói ra cho những cái người xung quanh thấy mà họ không có thấy được. Và mình thấy rằng là có thể sẽ liên quan đến cái vấn đề của bạn, có thể sẽ liên quan đến vấn đề đó là dũng cảm giải phóng bản thân mình ra khỏi hoàn cảnh, hoặc là ra khỏi những cái tình huống, hoặc là ra khỏi những cái điều giả dối nào đó. Bạn cần phải đi thực hiện cái điều đó đây. Bởi vì các bạn đây có rising above, tức là bạn phải buộc nói ra một cái sự thật nào đó mà bị che giấu bởi nhiều yếu tố ở bên ngoài, để học cách giải phóng cho chính bản thân của mình. Free ở đây và rising above ở đây. Đó, thì các bạn nhìn thấy có rất là nhiều cánh chim ở đây đúng không? Người này đã sổ lồng rồi, bạn cũng thế thôi. Bạn sẽ được tự do khi mà bạn khi mà bạn dũng cảm nói lên một cái sự thật nào đó trong cuộc sống của bạn. Mình không rõ quá rõ đó là cái gì, với mỗi một trường hợp nó lại có rất là nhiều những cái khác nhau. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là có thể cái hoàn cảnh sống, một số bạn bây giờ, ngay bây giờ, cái hoàn cảnh sống của bạn không được may mắn như những người khác. Bạn trải qua rất là nhiều những cái điều đau đớn, những cái điều mệt mỏi, cũng như là thậm chí là những cái điều rất kinh khủng diễn ra với cái cuộc sống của bạn. Và chính cái điều đấy nó không hề khiến bạn cảm thấy là mình bị vùi dập hay là gì đó, mà các bạn cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn để vươn lên, để vượt lên, để thoát khỏi những cái giống như là xiềng xích các bạn ấy. Đó. Thì cũng cái này mình có thể lấy một cái ví dụ cho các bạn hiểu nhất, như là hoa hậu Hohenie. Nhìn cái chị này là mình liên tưởng đến hoa hậu Hohenie, như kiểu giống như là cô ấy có thể
phải lấy chồng, phải sinh con, giống như những gì mà cô ấy đã làm với cái hủ tục ở cái dân tộc đó. Tuy nhiên thì cô ấy đã phản đối lại hoàn toàn cái điều đấy, và cô ấy được đi học, cô ấy được phát triển, cô ấy được làm điều cô ấy mong muốn. Đó, thì mình thấy rằng là có thể bạn sẽ gần giống như vậy, nhưng với một cái câu chuyện khác. Thì mình thấy rằng là bên cạnh bạn ấy luôn có rất là nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn để bạn nói ra một cái sự thật nào đó. Nó sẽ liên quan đến một cái sự thật nào đó ở đây nhá. Bạn sẽ phải nói ra một cái sự thật nào đó, như là các bạn bị bắt nạt này, hoặc có những bạn ở đây bị lạm dụng tình dục này, hoặc là có những bạn ở đây bị chèn ép, hoặc là bị bắt phải làm cái này làm cái kia chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là cái điều mà bạn cần phải làm, và cái bài học lớn nhất đối với bạn ở trong cái kiếp sống này, đó chính là nói ra một cái sự thật nào đó, giải phóng chính bản thân của mình, và đem tất cả những cái kiến thức, sự thông thái của mình này, có thể là chia sẻ đến cho những người khác. Và ở đây có lá bài đấy chính là sự chấp nhận chính là chìa khóa của cái sự bình yên ở bên trong. Có những cái thời điểm chúng ta cần phải chấp nhận mọi thứ nó cần phải diễn ra như vậy, và không có ích gì nếu như chúng ta cố gắng thay đổi hoặc là kiểm soát cái vấn đề ở đây. Tức là đây là một cái kế hoạch dành cho các bạn, và các bạn sẽ có những cái trải nghiệm ở đây. Có thể là bạn kém may mắn hơn người khác, nhưng đấy là cái xuất phát điểm của bạn. Mình lấy ví dụ thế, thì có thể là đấy là cái xuất phát điểm kém may mắn của bạn, nhưng không đồng nghĩa với việc cuộc đời của bạn sẽ mãi mãi không may mắn như thế. Cuộc đời của bạn sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối như thế, không có chuyện đó. Mà chính bản thân bạn là người nắm lấy cái vận mệnh đó để các bạn có thể vượt qua được tất cả những cái khó khăn của các bạn, thấy không? Các bạn có cái sự thành công sẽ đến với cuộc sống của các bạn, và vũ trụ dẫn đường, rồi rất nhiều thiên thần dẫn đường cho bạn đây. Rồi với cái lá friendship ở đây thì mình thấy là bạn sẽ kết bạn, sẽ có những cái mối quan hệ giúp đỡ bạn rất là nhiều. Và thậm chí là bên cạnh cái việc họ giúp đỡ bạn, sau này bạn chính là người giúp đỡ họ thoát ra khỏi hoặc là nếu như mà bạn không phải là cái người rơi vào cái tình huống là các bạn cần phải thoát ra khỏi cái sự xiềng xích nào đó, thì chính bạn là cái người giúp đỡ và truyền động lực, cũng như là hỗ trợ những cái người khác trong cái quá trình họ thực hiện cái điều này nha. Mình thấy là bạn là người, bạn có thể là bạn làm cái người học cả đời á, bạn học cả đời và bạn rất là thích sách này, bạn rất là thích học này, bạn thích đọc này, thích tiếp thu kiến thức này, đó, thích chia sẻ cho những người khác, là vì mình thấy bạn có một cái tầm nhìn nó khác biệt lắm. Nó là cái tầm nhìn của những cái vị lãnh đạo mà mang cái tính là kiểu giống như là tầm nhìn xa đấy, tầm nhìn xa trông rộng đó. Đấy, cho nên là cái tụ bài này thì nó có thể là sẽ đi theo cái chiều hướng như vậy. Một số bạn đây mình thấy kiểu gì rất là dễ, các bạn sau này sẽ đi nước ngoài, sẽ ra nước ngoài, có thể là du học hoặc là sinh sống một thời gian, và cơ hội, kiểu gì cơ hội nó cũng sẽ dễ đến với các bạn lắm. Thì các bạn có thể là có cơ hội để ra nước ngoài học hỏi, học tập thêm. Bởi vì mình thấy là cái con đường học hành của bạn ấy, và cái kiến thức của bạn ấy, nó thông thái lắm, nó tuyệt vời lắm, mà các bạn hoàn toàn có thể đem điều đó đến để chia sẻ cho những cái người xung quanh nữa. Tụ bài số mấy nhỉ? Tụ bài số 3 nào, thông điệp dành cho tụ bài số 3. Tụ bài đây, các bạn được hỗ trợ hết mình để đi. Freedom, wow, trời. Các bạn có thấy không? Trời ơi, cái vấn đề này nó liên quan đến một cái sự tự do nào đó đấy. Trời ơi, sự tự do này không chỉ là của bạn mà còn của rất là nhiều người khác, nhờ vào bạn, nhờ vào sự giúp đỡ của bạn nữa. Các bạn thấy không? Trời ơi. Đây nhá, cái điều này là một cái dấu hiệu vô cùng chắc chắn, tín hiệu từ vũ trụ. Đấy chính là đây là con đường, đây là điều mà bạn cần phải làm ở đây đấy. Thứ nhất là bạn được tự do trong những điều mà bạn mong muốn này, trên cái việc mà bạn muốn trở thành ai này. Thứ hai là bạn cũng sẽ giúp người khác trong cái việc đấy, chính là họ sẽ tự giải phóng bản thân mình ra khỏi những xiềng xích, những định kiến, những áp đặt của xã hội, hoặc là những cái thứ liên quan đến, hoặc là các bạn có thể đấu tranh cho những cái người liên quan đến LGBT, thế giới thứ ba đó, những người đó, hoặc là bạn đấu tranh cho tiếng nói của họ, bạn giúp họ rất là nhiều chẳng hạn, hoặc là liên quan đến rất là nhiều những cái trường hợp nó có thể xảy ra ở đây, nhưng mình thấy nó liên quan đến sự tự do đó. Freedom tuyệt vời quá các bạn ơi. Ui, bây giờ mình để ý quá nhiều cánh nhá, các bạn nhìn thấy không? Ui ôi, tụ này 5 cánh đấy. Ui, ôi vãi, giật mình luôn đấy ạ. Này các bạn nhìn thấy bao nhiêu cái đôi cánh không? Nó biểu hiện cho cái việc đấy chính là bạn sẽ
Bạn sẽ còn tung bay, sẽ còn tung cao. Đây các bạn nhìn không? Cánh này. Cánh nha. Cánh tiếp này. Này, đây nữa. Đó. Mình thấy là có thể bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ lời nói của các bạn rất là nhiều trong cái việc đấy, chính là thể hiện cái sự quan tâm như là giúp đỡ đến những cái người xung quanh ở đây. Đây các bạn nhìn thấy cánh không? Wow. Ui. Không thể tin nổi ạ. Rồi tiếp đi, xem còn cái gì nữa không nào. Tụ số mấy nhá? Tụ số 2. À tụ số 3. Tụ này rất là rõ ràng, cái tụ số 2 thì khó cho mình quá. Mình không thấy được, nhưng tụ số 3 này thì quá là rõ ràng rồi, một cái tín hiệu từ vũ trụ rồi. À, mình thấy là bạn sẽ rất là đam mê đi theo cái con đường đó luôn đó. Ui. Cái này cũng là cánh luôn đúng không các bạn? Đôi cánh của tình yêu còn gì nữa. Trời ơi. Bạn còn có rất là nhiều những cái thứ cần phải trải nghiệm ở đây. Do something new, something different. Con đường bạn đi có thể là sẽ rất là khác so với những người khác. Bạn sẽ làm những cái điều vô cùng là đặc biệt, khác biệt ở đây. Rồi. Và mình thấy rằng là bạn mà càng giúp đỡ, phục vụ cho người khác, làm cho cuộc sống của cái thế giới nó tốt lên ý, thì come on your side, thì bạn sẽ càng nhận được nhiều những cái trái ngọt tuyệt vời. Xem lại đi, xem bạn có phải là người số 9 ở trong số con số đường đời của bạn. Có phải là con số 9 không nhá? Phục vụ cho cộng đồng. Hãy chuẩn bị để được làm ngạc nhiên trên cái hành trình này. Wow. Đó là tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.